Huy nọng hạc sườn, hồ bùm lò xã Phùng Sùng Đền Đình, cát khó khòng huyện Nam Dun, xã Mi Húc Bản, cấp cài xí hoi hồ hơn, cài sóng văn hồ cun, phân lại lò po me cun mèo, rào, mảng, hà nhì, bòm cằn, kiên rú, cấp lông hủ khòng quân dân báo lại. Bông kiên đầy rú, nhăn lại cát khó ướt giá, số chỗ hơn cát, nhăn lại, cấp rú cùng phùng xã hồ bùm, té châu, té đài, lương hình mì o, khu hải, ma, khoan ràng. Anh ý, lò bưng khu diệt hải quân dân lương trò mốt quân hải ổn bong bèo lỡ vậy trên báo bưng khu là lùm báo cho khổ cấp lông tàng khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn nước họt quân dân cấp lông bùn vậy cầm trống to xôn cấp bưng khu trên báo là đài khổng bốt quân hải cơn mết cần hải quân dân hù chảnh cấp lưng bùng chờ họt bổng kiền đời rú vậy tư bắt mà pe kinh tế cơn mết trùng mú mi tài bàn cần khát khiên các cấp ủy chính quyền địa phương diệt đi về nhận vào tỉnh an bàn khống cảm phong tỏ xôn các chu tàng phi tôi rú cùng phùng xã tơ bát sắp bày cày xài bày đắc bưng khù hòn hùng mà khoan rằng rú cùng phùng hùa bùm lò xã Đền Đình khổng huyền nằm nhún mi theo tang Đền Đình hy xếp hà cày tà đình bá pu sao hốc văn hay tà cắp lò phùng quảng mi lại pu sùng hoài hồng so bảy tang ma già cha tinh cá xá mi xí hoi hốc xít sàm hòa hươn chằm sòng văn sòng hỏi hùa côn buông kín luông rú khổng bò mẹ quân dần xú nỉ quay pì bỏ lại già cha luông hù bốc lại xương mặc cho một côn hai bẻo lưa trên báo là lôm giòn khửn lò sau mặc bứng đủ sở một côn nghiên quân giàng vầy bèo lưa cánh dệt lại nàng vịa phít pháp luật diệt khốt mổ nhạo nhụng bản khoáng phít ma hịt không tòng chẳng khòng chừa quân chậu rú xá hùa bùm khẩy đàng mi chết xíp pét côn kín nghiền quân giàng nọ nặn nhang mi hạ xíp côn pét xương sầu sủ quân giàng phít phép tinh cá xá mi xàm xíp ết côn o tu phân lại lò phít ma quân giàng tó cấp hù nạn bưng bì cài ma việc bày trừ an ninh chính trị tiền an bản khoáng lưng đầy cấp ủy chính quyền xã bồng chờ ổn pa giòn khửn lò viện cạt kiên tó xôn cầm trống phít tôi quân giàng chủ mũ công an xã cấp ủy chính quyền xã bom cấp chủ mũ biên phòng cò khăn khang cầm tó các cực đầy lang đi ma miều hài không sớt cánh chủ tàng phít tôi giòn khửn lò phít tôi quân giàng vây bày trừ an hình chính trị tiền an bản khoáng bao hở mi o chu nàng phía hài bao hu họt cài nặn ta o luông phong cầm cực đẩy lang đì miều hải khòng sớt bàn che dân tộc bứng đù sở luông ón trờ khòng bò mè vây trướng chưa diệt phía hải ha pha há phong tinh dần bày trừ an hình bàn mương rú quảng xá bưng bì cài ma co đầy mạ bè tùa quảng bò mè dần mương có biến mở ma lang ngắm buộc hanh xung hạ phong phong cầm côn phít tôi báo nạ côn phít có pe xương vịa phít ma pháp luật ha và phay hở vịa tó xôn cấp một côn phít tôi quân giàng dấu quảng xá co nhang lại khù khắt khỏng dạ cha trật tự an ninh xã hội ở xã Hồ Bùm thì chủ yếu là việc khốt mô nhào nhùng bản khoáng dấu xã Hồ Bùm phân lại là dấu bản tà mù xương nam xung khỏi cọp bùn o lò cần sắp bày cày xài bề đắc nàn quân giáng óp bày khói phụng cấp ủy chính quyết xã có bòm cạt kiên mặt nhiều cắp bưng chủng mố vây tó xôn cắp một khôn phi tội tánh o tổ cẩn ngăn ngay rú quảng bản vây cẩn ngăn số nừng một khôn phi tội một khôn hai vây bèo lưa ổn bóng bưng côn kinh hiền quân giáng dệt làng vịa hải xu khỏi cọ buộc hành chiến táo hở bò mè bao diệt phít pháp luật bao ca khải xuân rằm quân giàng hoặc khải luông ngủ khỏng bò mè cò đầy nho khửn bò mè cò chập năm đi người dân đối với pháp luật bản pà mù xã hùa bùm tế châu ma lưng đầy bứng đù lọc phủng hòn hun ma quân giàng bản pà mù mi cầu xíp sòng hùa hươn cáp xí hoi pe xíp chết hùa côn phân lại là bò mè chừa côn mèo kiên rú tinh số cốt kín nghiền quân giàng dấu quảng bản lò xí xíp xí côn quảng nạn mi xí xíp côn kín nghiền xum rau già té vịa kín già mệt thà đồn biến quân giàng mi xíp sòng côn pe xương sau kín quân giàng
xí xí côn đầy o tu phít ma quan giang. Quang nàn mi cầu côn thuộc luôn quản lý bứng đủ khổng chủ mũ công an cánh xí côn trùy nã ma quan giang. Trăm pha trắng xàm xíp hà pì ha và mi hòt xíp sòng pì kiền nghiền quốc giang. Chảnh xưa chủ côn ai vàng à lầu rũ bản bà mù cỏ chảnh nhất khu hài lăng chơi kiền nghiền quân giang tạ ó ai lầu tánh hơn đà dạo cắp ó đẩy xí lụ ha và bừa kiền nghiền quân giang xương nặn chu nang phịa quầng chú hươn co tốc bá điều mía ha hạp dịt mết chầu tô sòng phố mía bao đầy ép hiên họt tì họt bón xương nặn cò bao mi luông hù xí lụ bao mi phờ đầy bảy chương ép tinh cả hộ côn mi nhinh điều xíp xí pì mi luông hù nhất lọ ép mết lớp xàm. Bản thân của em thì em sử dụng ma túy được mà hơn chục năm rồi. Thế thì khỏi kín quân giang đầy cái xíp pì ma leo cán bộ công an biên phòng cò ma tóc ân trên báo búc chưa chầu vang quân giang vừa kín quân giang và dệt tết ban họt kinh tế hào hanh khổng chầu chầu co hiền nghiền quân co khổ cuốn báp mò lại lọ bô mi ngân bô mi vịa dệt chơ đời có ngắm họt quân giang thôi khổ cuốn báp mò lại cò pe quam cán bộ chầu cần bấy vang xìa quân giang bao dệt khổ cuốn báp mò lụ tàu lụ có bao đẩy bấy ép xương nặn khỏi cò cảm quyết vang đẩy quân giang gia đình rất là khổ nên thì con cái đi học cũng là không được đi học lại vì diệt trường bản ai lo á cấu chứng tranh quân dân quần bản và mù vừa nghiền quân giang có dệt phít pháp luật hư cỏ cho một côn hai bèo lưa xương nặn ai cỏ tốc trở lại vừa và nạp tế chơ mi công an biên phòng tánh o tổ công tác lông ma bản chiên báo búc chưa cánh kẻ cầm sắp sái xìa bưng bón ca khai quân giang phít phép rú quảng phòng ai cấu cò muôn lại cắp tiền trựa gian bày nạ bản bà mù chi o khói xìa nàn hại ma quân giang cái tình hình mà có nỉ nàn kìm chụp ca khai quân giang rú bản bà mù còn lưng hiến mi o hàng mự tế chơ đầy chủ mú mi nuông ban xương công an biên phòng bồng trà chiên báo bò me cò hù ma khù hai khổng quân giang tẹt ban họt bằng kính lưu rú họt khai nỉ việc kìm nghiền quân giang cánh cho một côn hai bẻo lưa ẩn bóng bưng côn kìm nghiền quân giang cò bao hiến mi o dầu tổ khỏi cò khăn khang bom cắp chủng mú lông bày từng bản chiên báo khai nỉ bò me cò chớp năm đi nàn quân giang cò đẩy gión lông vẹt khắp cò nỉ so như ngày trước búc hanh chôm hạp các cầm quyết tròi dừa côn dần tờ bát o khói xiền nàn quân giang vầy bao hở một côn hai bẻo lưa diệt vỉa hại ha và ăn nì lò nàng vịa hừng hi khóng bưng chủ mú nuống pan bao trừ mừ nừng mừ sòng chi dệt đẩy địa bàn Hô Bùm được xác định là một cái địa bàn là rất phức tạp rú quân xã Hô Bùm co đầy bùn ó lò phùng xã mi lại khu quất mua nhà nguồn bản khoáng các phít tôi vào chúng cánh phít tôi ma quân giang vào giềng té lại bí ma chú cấp ngành chủ mú mi nuống pan co nhảy khẩu kẻ cầm cắt tó xôn cắp lại tàng phít tôi cắp cứ đẩy số nừng khù cứ đẩy lang đi vịa kẻ cầm có bỏ lại ra cha bừa chủng mú diệt nàng việt nì có bao lại quăng gian năm dệt xung khỏi có bỏ lại ra cha xung khỏi cò sủ lại luông nghiệp vụ chuyên môn té chơ mi kế hoạch số hả hoi xíp cầu ma vịa cặt kiên chủ mũ bộ đội biên phòng tỉnh cánh công an tỉnh kế hoạch cỏ đẩy năm diệt chiến cái họt tinh chủ mũ chu cấp ngành chủ mũ mi nuống pan con lơm bồng trở vòm chôm hạp vịa tó xôn phong cầm phi tội bắt đẩy lại chú án diệt o chảnh lại nàng vịa bao hến mi o vịa cặn ngăn chủ mũ mi nuống pan chập năm chủ mũ công an biên phòng pom cắp cấp ủy chính quyền địa phương lưng chơ trên báo búc chưa côn dần tòi lại luông cắp luông bùn khẩn chù đầy bày chù hươn bứng đù mỏi hùa côn chủ mũ co trên báo nếu chưa bưng côn phít tôi trùy nã mắc cơ quan nhằn tội pom cắp sòn hôm lại nàng quam trên báo mắc khổ hại khổng quân giảng bốc phít pháp luật lông cài phong loa phát thành búc chưa cánh yêu câu bưng chú hươn quần bản bà mù ký nhân chào
tiếng ăn bằng khoáng bom cắp nan lò pin khay hạ phong tinh dần bảy chữ tiếng ăn bản mương. Chúng tôi kết hợp tuyên truyền xung khỏi cỏ trực trong lương bày cắt kiên các bưng bản chiên báo xung khỏi cỏ chiên báo tôi phong loa phát thành khẳng xã các mi xài chiên họt bưng bản vay hợp bò mẹ dân hương khu đầy khổ hại ma quân giảng đến sức khỏe mi thể hiện nhớ luôn năm dệt lại nàng việc khỏng chủ mố mi nuống ban quảng việc cầm quyết sắp giải xỉa quân giảng ó khói xỉa quảng phộng quang kín lước xấu khổng quân dần bản bà mù có bế xương bản ấn rú quang phụng tơ bát biến thái lại hồ luông hù khổng bò mè dần mương mư hương đầy nho sông bò mè hù chảnh mắc hồ hại cánh nho sông hùa trời phong cam phít tôi mắc quân giảng cánh chủ tàng phít tôi diệt khốt mộ nhau nhụng bản khoáng o hanh diệt dượn mà bè kinh tế bao hở bưng một côn hai bèo lưa côn nghiên quân giảng diệt lại nàng vệ hại tệt ban họt bản mương. Bây giờ thì riêng bạn mình thì khi côn nghiên quân giảng dù quảng bản có đẩy gió nông lại lọ việt cắp có nỉ khay đẩy công an bộ đội ma tăng gân trên báo hợp bò mè hù đẩy khổ hại khóng quân giảng bò mè cọ tựa bát vang quân giảng bao hiền mi o lại côn nghiên bòm cắp nan có đẩy cán bộ choi dừa cùng quảng kín lương rú diệt dượn. Về tôi truyền cho dân bản mình bây giờ là cũng thay đổi nhiều rồi đấy. Vậy nam dệt đi việc kẻ cầm bưng khủ khốt mô nhào nhủng bản khoáng nhân bào tiền an số quảng phỏng tặng tánh bản pa mô lập vèn hùng quảng há phong tinh dần vậy trừ tiền an bản khoáng ban thương phủ huyện ủy nằm nhun có tạt ó kế hoạch biến khải há phong tinh dần nhân bào tiền an bản khoáng rú bản pa mô vào riêng cánh xã hòa bùng vào trồng. Hà Phong có khe hà đầy tính cả hỏng chính trị té huyên họt cờ sở, mọp giao hợp công an, huyện lọt chủ mũ cốc kén bom cắp bưng, ban ngành đoàn thể, khăn khang bứng đủ phong căm, cằn ngăn cắp căm tỏ chủ tàng phía tôi, bưng khu bao đi mi ọ quảng bàn mương, tánh ọ Hà Phong tinh dần bày trừ tiếng an bàn khoáng, vây tùm pua mặn hẳn an ninh nhân dân, cánh hỏng quốc phong tinh dần. Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Trước hết là tổ chức ban thường vụ huyện ủy có tập hôm on pa tổ chức chiên cái quăng chủng mú ma kế hoạch hà hoài xếp cầu học công an tỉnh cánh bộ đội biên phòng tỉnh lèo xung hội nghị tó cấp công an tỉnh bộ đội biên phòng tỉnh vậy tập hôm tó xôn cầm chống phía tôi nhất là nản phía tôi ma quân giang số xã hòa bùm sóng ma là on pa bứng đủ các nhân danh chảnh thí viện nàn quân giáng rú quảng xã vây ta khổ ngay đi tánh ó bưng luông bùn các luông phong cằm xã ma lò tánh ó kế hoạch không ban thường vụ huyện ủy bày bín khay há phong tinh dần nhân bao tiền an bản khoáng các tiền an rú sóng nham bom các chương trình luông bùn bản mương mà tặng tánh bản nam mở rú bản bà mô hướng họt tánh o bản bà mô lò ven hung quảng hà phong tinh dần tổ chữ tiền an bản khoáng là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kế hoạch biến khay hà phong tinh dần bảy chữ an ninh rú bản bà mô xá hùa bùm trên nam dệt tòi sóng nham nhám cốc khẽ té sao hạ cầm bườn pét hoặc sao hạ cầm bườn cậu nhám thứ sòng té sao hạ cầm bườn cậu hoặc sao hạ cầm bườn ship vì sòng pan sao ết rú nỉ chi lương pín khay vịa dệt khổng tổ công tác hôm sàm ship đồng chí chủ mũ công an biên phòng pom cáp bưng bàn ngành đoàn thể huyện pom kín pom rú pom dệt pom pa quan pò mè bứng đù bàn na cáp luông bùn bay sở rú chầm cờ sợ hiến phăng lang phở chầm mon khổng pò mè vầy mi luông kẻ cầm choi dừa bưng theo tang bề tông mở chi đầy năm dệt khẩn chăn mặn nà té ngân cốc thoát ác không địa phường mô hình cổng bản tiền an ma an ninh chi đầy năm dệt bòm cắp khe hà đoàn viên thanh niên toàn tâm khó khem đèn hộ dệt chăn ngam bản khoáng pẹ sờ nam kinh điền rú bưng tọ nằm lầy bay cổng theo tang quảng bản có đầy ủy ban nhân dân xã bưng doanh nghiệp lắp đặt hỏng đen nàng lường có đầy lắp đặt tẩy hùng rú bản bà mù ăn nị lọt lương khe hà không công an tỉnh khay đang nhai khẩu lắp đẩy xếp hạ sau điện cánh bóng điện tẩy hùng từ khi
có cái tế chứ bi điện năng lượng nỉ tẩy hùng bò mẹ xuống khỏi có muôn đại lọ việc bảy ma có bé xương nàn kín lạc liên ma có để sống lông lại đầy hưởng lời bò mẹ con dần xuống khỏi có bao hù và sằng hù to giòn ơn đảng hơn mương lại mà rất là cảm ơn đảng nhà nước ta luôn cả kiến nền nà không chủ mố vũ trang cánh luôn trung hợp không tính cả hỏng chính trị tái huyền họt cả sợ cắp lái luôn kẻ cầm đậy lang đi việc cắt kiến mặn nèo của tà ó luôn biến thái hông phân sắp bay cay say bay đắc nan quân giang dấu bản bà mồ vào giềng cánh rú quang xá hùa bồng vào chồng bao mi quân giang quân dần chi tẹt tiêng buồng kín luôn rú kinh tế mà bè bò me đẩy lâm đồ hào hanh lụ nọng đẩy bảy trương ép hiên sở sản chi bao hiền mi o bưng côn kín nghiền quân giang cho một côn hai bẻo lưa ỏn bóng an ninh bản khoáng đẩy nhận vào yên han chi men văn táo ma lầu hát và vay kẻ khay đầy bưng hồ hài má quân giang tà ó cần mi dàn hờn mự pom cắp luông cố hanh khổng chu cấp bưng ngành cánh chầu tổ quân dần số địa phương đối cấp xá đèn đìn năng mi lại khổ giá cha xương hòa bùm mi thể hiền té luôn khẩn khang trung hợp không cấp ủy đảng chính quyền cơ sở cánh dần mương chủ chừa côn lò men mè hanh hông phân tròi dừa tiền an má hỏng an ninh chính trị tiền an bạn khoáng rú quang xá đầy tẹt tiền lang muôn xương không bò mè dần mương tiền chừa sớ luông òn pa không đặng có hôm sớ luông tăng tánh xá đèn đìn hùa bùm vào giềng cánh bưng xá đèn đìn quang tỉnh vào trùng mà pe tẹt tiền cắp mặn hẳn bò mè pin ỏng hạc xương cun khờ mú nhang mi lại chư khé ấn lò trà cầu mướn sèn tay hay Hava khờ mú lò chư khẽ chính khòng chờ quân nỉ cùng hà xíp xí chờ quân cùng mương hậu. Rú lai châu, quân khờ mú, lò nưng cùng bưng chờ quân kìn rú té châu té đài mạ, bòm cắp sao chờ quân ứng. Quân khờ mú kìn rú bình tầng bản, cắp mi nen văn hóa ngân lang rình. Hava số quân dần nổi, kìn rú dài rát, cắp nen văn hóa phân lại, lò diệt toi nen văn hóa khòng chờ quân tay. Sơn nặn, nền văn hóa khổng quân khờ mú, cần đẩy bính khay cánh bảy chữ, cuộc chương trình mưa nị. Mười bò mẹ pin ỏng, bòm mở khỏi bài hót bản khờ mú, rú huyền than uyên tỉnh Lai Châu. Cỏ bé sơn bò mẹ chở quân phân nổi ứng rú cuồng tỉnh Lai Châu, quân khờ mú, bồn kín đơn rú xiết dờn, diệt hay tái khòn, toi hít không, té mưa lang bằng chậu. Và té châu té đài, về diệt luông dần lương bưng ình sở về diệt hay tái khòn khẩu năm bấu đầy lại hà va khai nỉ po me cun khờ mú hủ diệt na bú khẩu cắp cơt pin về diệt dần chính cuồng pì khòng cun khờ mú từ té năn khai ó luông diệt dần mở khòng po me chở cun khờ mú khai nỉ té về diệt luông dần nản cun khờ mú cò mi lại luông hiệp thủ tê tình bộ kiến tê rú đẩy ím po nò pòm cắp uốn ỉnh muôn mộ, bài giam bàn thẩm phé, xá mương kìm, trắng hù đầy bồn kìn đời rú, nen vằn hóa rình, khòng po me cun khờ mú rú nỉ. Khu cốc khe liêm hình, bản khòng cun khờ mú, cò báu lá sang bản khòng cun tay, po me cun khờ mú, kìn rú pin bản, và cớ ni cun khờ mú, kìn rú toi sàn pu, hơn hẳn khòng cun khờ mú, đầy ầu mày dệt. Lăng hơn đầy ình sở bòm phụ, nả hơn hài ma rú hồi. Khu mi thể nhăn đầy o, lò nen văn hóa khổng cun khờ mú, chính lò lá té pưng tháo xin sở khổng chở cun, khổng pưng ở nong phủ nhinh cun khờ mú rú nỉ. Xin sở nung hàng mử khổng cun khờ mú, hôm mi khăn hàng hồ, nung sở cỏm, xin đầm mặn, hàng xa eo, cánh phát sỏi. Sở không cun khờ mú lưng nung hàng mử lò nung sở đàm nin má pém đầy dết tấm bính phải lường đành khèo sở lưng mi sòng chẳng phải phái cuồng sở phải khèo phái no lò phải đầm nhòm chạm pom nằn chắp má pém ngân vào khẩn lang phái hang mi khòng cun dần châu lưng cong thả pô tà vin đét ún bảy chè hé hèn cuồng cuồng kìn đời rú hàng mử xin nung khòng phủ nhinh cun khờ mú cớ ni
lưng đầy dệt té phải tắm hú nhòm chạm đầm tin xin đầy sắm xéo lại hún trang ngạm khẩu nhăm mử lế mử trình phủ nhích cun khử mú lưng nung nhỏng pưng phần xin chăn ngạm nhất vầy vầy đỉnh. Đây là bộ trang phục của anh ấy lò tháo xin sờ không chờ cun khử mũ khỏi. Bộ trang phục này thì gắn liền với đời sống hàng ngày của bòm cắp bùng kín để rú hàng mừng không chờ cun được khỏi. Váy. Hôm sờ xin khu hờ hình cắp chân ngắm không sờ lò mi máp bòm ngân đầy dệt cắp chân ngắm hơn. Để nhập điểm chơ nhấn cho áo là phủ nhích nung chí táo lung chân ngắm của mình. Phần eo để tạm nhấn điểm eo ạ. Bòm cắp lung chân ngắm không tháo xin sờ nét văn hóa không chờ cun khờ mú chính lò pưng bay khắp bay xe không chờ cun đầy hơn nghiên cứu nhàn danh lò khu bóc lút xe đầy cùng nét văn hóa không chờ cun Việt Nam bơ măn vầu khẩn bồn kìn đời rú giết sơn không cun khờ mú pom nằn lông cài pưng bay khắp bay xe cun khờ mú phẳng món phủ cun lưng rú hảo kìn vàn và phùn đét chọc chừng giết sơn đầy má đầy mô pom các vầu khẩn lông khát sàn không phủ cun cắp bà pú pưng bay khắp bay xe vầu khẩn lang phấu chở mòn cắp khắp ma lông tàn hắc tàn sương không pưng đồi nhìn xào trải báo lông cố hánh không cun dần chơ khảm cài chu khủ gia cha vầy nhang cun cắp mà pe pòm cắp chở cun ấn sương nặn khu lá không bay xe không cun khờ mú lò vầu khẩn lông hào khăn mà pe cánh chăn ngạm chơ xe pưng bay xe cun khờ mú lưng giòn tình tổ khinh vầu khẩn lông hào khăn giòn dân dặn toi xình cúng xình cổng bày toi ba xe nhằm khôi phục lại bản sắc văn hóa dân tộc Khơ Mú thì bản thổ phế được nhà nước quan tâm khỏi cỏ mừng mừng chơ đầy tấp tư phương bài xe không chờ quân sầu bài xe dò đổi văn nghệ không bàn thảm phế sám ứng kìm pòm cằn tấp tư lo linh cắp đầy lúc cùng trời không đàn hơn mừng đầy lúc ổn trì không phòng văn hóa lung ma bó phương bài xe cắp đầy phương ải thầu êm ké cùng bàn trên lau hở phương bài xe không chờ quân sầu những nhạc cụ những điệu múa những tiếng khèn mà thời cha ông xưa để lại pòm cắp bay khắp bay xe ngân làng chu tảng tinh đan sương pí bắp lò khù bấu lút xe đầy cùng bồn kìn luông rú không cun khờ mú cò pé sương lại chở cun phân hỏi ấn cun khờ mú há mi tảng chương dình chu tảng pí cuồng nặn mi cài cầu xíp phân hỏi chương mày khổng to dệt tính đan đẩy dệt té chương phá khổng vụ té tàng chương khổng dệt ó hàng mử khảm cài gian tang lịch sử cắp hồ trờ làng mạc điển môn khắp xe po me cun khờ mú cò há bác bòn ó té tàng chương mày khổng to dệt ó đẩy sảng pí tính đan vầy điển môn chu tàng chương nỉ đẩy bày pòm cắp bồn kìn đôi rú hàng mử khổng po me cun khờ mú về diệt pí diệt đan khổng cun khờ mú chơ lim pét sương và diệt ngài há va chơ diệt cun hủ trang mư trắng diệt đẩy cắp miết lại gian chơ cắp lơ tròn tàng mảy đì chơ báu trắng năn xanh mò chơ báu mư hủ đẩy trang nạp hủ phăng năn xanh đì té xình pí xình cúng xình khổng năn bong bong bày pòm cắp bài xe giòn gian dặn co vào khẩn nên văn hóa rình không po me cun khờ mú vâng, trình đúng đúng mi thể là ngũ tàng trương nỉ mi khắc nghề bé xương đầu đối khắp ý nghĩa như thế nào đối với người khờ mú khờ mú ngày xưa là nó là vì là có nhạc cụ cun khờ mú té trâu té đài mà có tiếng tàu, tàu là không có nhạc gì cả lò bày ầu mày lan ma diệt tàng trương bày tối vầy bày qua xào chưa bày qua xào và nhìn xào đầy phăng đi lò đi chơi gái đây vầy chơi nhau cắp chầu không phải chơi nhau đi tàng trương nỉ cổ bằng cái nhạc này mi sinh nhạc này nhạc truyền thống là mình phải làm thế này đấy mình đúc tiền con gái đang ngủ
mình là đi đêm thì mình phải làm cái này để con gái này thích. À, vâng, thưa quý vị các bạn này, hiện nay qua mẹ pin nào hạt sườn Kenny khỏi đang khắm tàng trường tính đan khổng qua mẹ để khé lò đào đào anh đi lò tàng tính đan ngân làng khổng quân khờ mú cắp tàng trương nỉ cò bay bòm cắp bồng kìn đê rú khổng quân khờ mú té châu té đài mạ vẻ hù chảnh hơn ma tàng tính đan nỉ mờ khỏi cò mi tiền tô cắp lung Hoàng Văn Tiến, du bản thẩm phế xã Mực Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Các bưng nền văn hóa chăn sườn đàn, cò bé lại chờ quân phân nòi ấn. Bưng nền văn hóa ngân lang khổng po me chờ quân khờ mú, cò đàng mử trí lò sút hôi xề, pơ bổng kiền đê rú, toi bàng mương máu sơn khai nỉ. Bưng nền văn hóa hội nhập. Té lôm hủ ma nền văn hóa ngân lang khổng chở quân, cùng phương phì cài ma, té mỏi quân dần, họt cướp ủy, chính quyến, lưng bùng trào bính khầy bảy chữ nền văn hóa khổng chở quân khờ mú. Cuồng nằn, đẩy hâu họt bưng ải thầu êm ké, quân mi lang tiền chư, rú cùng po me, quân khờ mú. Hàng mử, bưng ải thầu êm ké, lưng trên lau, bưng kham tô, bưng bài kháp, bài xe ngân lang khổng chở quân, hầu bùn bàn lan nóm. Cai nặn, khai nỉ cùng po me cun khờ mú, giòn khẩn, lò pưng lan nóm, cò tơ bắt, hủ đẩy, ma ngân lang, khổng chở cun chầu. Pòm cắp năn, té lông phùng trào trong khọ, pưng cun tuổi sùng cuồng xá, cò môn mừng, tấn khẩn tổ chức, bảy chư nên văn hóa ngân lang, khổng chở cun chầu. Cánh kiếp hà, xòm bành, tay anh o, lại bài khắp bài xe ngân lang. Sương, khắp kìn lầu cưới. Mừng hơn mỡ, kinh khẩu mỡ, khắp cho mừng bì mỡ, khắp báo xào, bó hở bùn bàn lan nóm, ép tối tinh đạn, báo bí, bạp, cắp chu tàng lũ đình, gân làng. Thực hiện kế hoạch số 855. Nằm trên kế hoạch số bé hoi hả xíp hả mừng chết khăm vườn xí vì sáu văn sáu ít. Không ủy ban nhân dân huyện Than Uyên mà về làm việc nghị quyết số sòng không bàn chấp hành đảng bộ huyện cố gian cải mạ phòng văn hóa thông tin huyện cò trực châu khát khiên các ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim cho giờ quân dân bàn thẩm phế sàng phành hơn rào về sở chăn ngạm dọn khẩn lò on chỉ quân dân cú bó vẩy tà o luôn chăn ngạm cùng bàn cuống on chỉ vương đổi văn nghệ tương tự vậy hướng hót trung hồng khé mà du lịch để tạo cảnh quan các bưng nền văn hóa ngân lang đang đẩy bảy chư cùng po me chở cun khờ mú vòng cắp chu tàng trương kìn ngân lang đang đẩy bàn thẩm phé xá mương kìm huyện Than Uyên nam diệt cò trí cất bình nưng cùng bưng điểm du lịch vậy khé cùng cánh no tỉnh ma giảm xá hụ cai nằn hô phân xá vê bảy chư bưng nền văn hóa ngân lang chăn ngầm khổng chu chở quân Việt Nam.